Trước sự việc hai toa tàu thuộc tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đặt tại nhà ga Long Bình ở thành phố Thủ Đức bị phun sơn vẽ bậy, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang yêu cầu nhà thầu tiến hành kiểm tra và báo cáo sự việc thuộc trách nhiệm quản lý. Theo quy định của pháp luật, hành vi cố tình vẽ bậy lên hai toa tàu metro là hành vi trực tiếp hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. Cụ thể, hai toa tàu trong số 51 toa tàu thuộc tuyến metro Bến Thành Suối Tiên bị bôi bẩn vẽ bậy theo kiểu vẽ tranh đường phố với nhiều màu sơn khác nhau. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nhà ga Long Bình luôn có bảo vệ trực mỗi ngày. Tại các vị trí đang thi công, việc quản lý bảo vệ tài sản thuộc trách nhiệm nhà thầu.